Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Các bạn thân mến, để gợi ý một mẫu nhà đẹp trong tương lai, thì hôm nay nhà đẹp Tân Á xin giới thiệu tới các bạn mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho chị Thúy có địa chỉ tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh 3D căn nhà của chị. Căn nhà của chị là căn nhà phố có 4 tầng, được chúng tôi thiết kế theo phong cách hiện đại. Tông màu chủ đạo là màu trắng sứ kết hợp với hệ mái băng, giúp cho công trình thêm tươi sáng, năng động và trẻ trung hơn. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể ngôi nhà cũng như cổng chính đã tạo nên cho công trình thêm bề thế và sang trọng. Khi cổng chính được chúng tôi bố trí là cổng sắt phun tĩnh điện, hai cột ở bên cổng chính là cột vuông to khỏe khoắn, được chúng tôi bố trí ốp đá rất là bắt mắt. Di chuyển từ sân vào tiền sảnh, căn nhà của gia đình chị Thúy được chúng tôi bố trí hệ thống ban công. Ngoài ban công là lan can kính cường lực, giúp tạo độ bền đẹp theo thời gian, tạo tính thẩm mỹ cũng như tầm view cho tổng thể ngôi nhà và đảm bảo an toàn cho tất cả thành viên trong gia đình. Vì là căn nhà phố cho nên chúng tôi sẽ bố trí một vài cửa sổ góc phía bên trái ngôi nhà, giúp lấy ánh sáng cũng như điều hòa không khí để tốt hơn. Ngoài ra thì chúng tôi thấy căn nhà của gia đình chị Thủy có mặt tiền khá là hẹp, cho nên đội ngũ kiến trúc sư Tân Á đã bố trí lấy ánh sáng trực tiếp từ phía chính diện của ngôi nhà. Tức là đội ngũ kiến trúc sư Tân Á đã bố trí hệ thống cửa hệ nhôm kính tối màu, giúp điều hòa không khí được tốt hơn, hấp thu đủ ánh sáng của tự nhiên, và nhôm kính thì có thể cao hơn các loại cửa khác. Đây là một góc nhìn từ bên phải căn nhà của gia đình chị Thúy, được chúng tôi bố trí trần nhà ốp giả gỗ rất là bắt mắt và sang trọng, tạo độ bền đẹp theo thời gian. Đây là một góc nhìn vào ban đêm, căn nhà của gia đình chị Thúy đã được nhà đẹp Tân Á chúng tôi bố trí một số hệ thống đèn điện chiếu sáng ở trần nhà cũng như là khu vực tường cột, giúp ngôi nhà luôn đẹp lung linh huyền ảo vào ban đêm cũng như sang trọng và bắt mắt hơn vào ban ngày. Một góc nhìn từ bên phải căn nhà của gia đình nhà chị, chúng tôi cũng bố trí thêm một vài bồ hoa cũng như chậu cảnh để giúp gia đình chị Thúy có thể trồng những cây hoa nhỏ và cây cảnh, giúp tạo không gian sống xanh và trong lành hơn. Các bạn nhìn thấy thì căn nhà của chị Thúy được chúng tôi bố trí là hệ mái băng. Mái băng ở đây rất hợp với ngôi nhà của gia đình chị Thúy, bởi vì ngôi nhà của gia đình chị Thúy có mặt tiền khá là hẹp, cho nên đội ngũ kiến trúc sư Tân Á đã lựa chọn mái băng, giúp cho ngôi nhà luôn được kiên cố vững chãi, cũng như là mái băng thì có kết cấu gọn nhẹ và chống chịu được thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam tốt hơn các loại mái khác, và giá thành thi công thì khá là hợp lý cho tất cả mọi công trình. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu kênh YouTube cũng như là website của nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Xin giới thiệu tới các bạn, đây là kênh YouTube của nhà đẹp Tân Á. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp, từ nhà phố, nhà vườn, nhà cấp 4, nhà biệt thự, để các bạn có sự lựa chọn phù hợp với ngôi nhà trong tương lai của mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những video quay lại quá trình thi công và thiết kế một ngôi nhà để các bạn có cái nhìn thực tế và cụ thể hơn. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi và ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Ngoài ra thì chúng tôi cũng làm việc trên một website mang tên miền nhadeptana.vn. Ở đây chúng tôi cũng trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp từ miền Trung ra tới miền Bắc và cho tới vào tận miền Nam nữa. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy đừng ngần ngại nhé. Hãy đừng ngần ngại truy cập vào website nhadeptana.vn cũng như là kênh YouTube nhà đẹp Tân Á để lựa chọn cho mình những mẫu nhà phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như là nhu cầu sử dụng các bạn nhé. Trước khi đến với mặt bằng kiến trúc căn nhà của chị Thúy, xin mời các bạn hãy cùng tôi chiêm ngưỡng mặt bằng 3D nội thất căn nhà của chị Thúy các bạn nhé. Căn nhà của chị Thúy là căn nhà phố 4 tầng. Tầng 1 được chúng tôi bố trí một phòng khách, một phòng bếp cũng như là một nhà vệ sinh. Tầng 2 để chúng tôi bố trí một phòng chờ, một phòng ngủ có vệ sinh khép kín. Tầng 3 thì để chúng tôi bố trí gồm có 2 phòng ngủ có vệ sinh khép kín. Còn tầng 4 thì chúng tôi bố trí một gian thờ cũng như là một ban công sân vui rất là rộng lớn để giúp gia đình có thể thuận tiện cho nhu cầu đi lại cũng như là sinh hoạt. Các bạn thân mến, ngôi nhà không chỉ là chốn đi đi về về sau một ngày dài làm việc cũng như là học tập, mà nó còn là nơi giúp gia chủ an cư lạc nghiệp được tốt hơn. Thấu hiểu được điều đó, đội ngũ kiến trúc sư Tân Á đã luôn nỗ lực và cố gắng để thiết kế một ngôi nhà sao cho phù hợp với từng gia chủ khi đã đặt niềm tin tuyệt đối vào Tân Á. Và đây chúng tôi đã phác thảo nên mặt bằng phong thủy cho gia đình chị Thúy có địa chỉ tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Được biết chị Thúy sinh năm 1968, hướng tốt để xây nhà là hướng Nam, hướng Đông Nam, hướng Bắc và hướng Đông. Tiếp đến thì chúng tôi cũng đã phác thảo mặt bằng định vị khu đất của gia đình chị Thúy để các bạn có cái nhìn rõ và cụ thể hơn. Xin mời các bạn hãy cùng tôi đến với mặt bằng kiến trúc căn nhà của chị Thúy các bạn nhé. Căn nhà của chị Thúy có diện tích là 5,7 x 19,5 m2. Một khu vực sân rất là rộng lớn với diện tích là 25,4 m2. Di chuyển vào là phòng khách với diện tích là 30,4 m2. Ở đây chúng tôi bố trí bộ bàn ghế sofa cũng như là TV để giúp gia đình chị Thúy có khoảng không gian sinh hoạt chung cũng như là tiếp đón khách được rộng rãi và thoải mái hơn. Di chuyển vào là phòng bếp cộng ăn với diện tích là 25,2 m2 cũng như là nhà vệ sinh, ở ngăn cách giữa nhà tắm và nhà vệ sinh riêng.
lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 được chúng tôi bố trí có các công năng như sau. Một khu vực sảnh chờ ở đây để giúp gia đình có khoảng không gian sinh hoạt cũng như là thể trà hoặc đọc sách tùy các thành viên trong gia đình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng bố trí một phòng ngủ có vệ sinh khép kín với diện tích phòng ngủ là 14,1m2, đi với vệ sinh khép kín là 4,7m2. Tầng 3 chúng tôi bố trí có các công năng như sau. Tầng 3 thì chúng tôi cũng bố trí gồm có hai phòng ngủ có diện tích lần lượt là 35,1m2, vệ sinh khép kín là 4,2m2. Phòng ngủ thứ hai có diện tích là 14,1m2, kèm với vệ sinh khép kín là 4,7m2. Ngoài ra thì chúng tôi cũng bố trí một khu vực giếng chơi giúp ngôi nhà luôn thông thoáng và một ban công để giúp gia đình có thể hóng gió, hóng mát tùy ý. Mặt bằng kiến trúc tầng 4 thì chúng tôi bố trí một phòng thờ với diện tích là 20,6m2. Ban thờ chúng tôi bố trí hợp hướng với phong thủy của gia đình chị Thúy, kết hợp với cửa lùa cũng như là cửa sổ giúp cho phòng thờ luôn được thông thoáng, không quá bí và tránh ánh nắng trực tiếp tràn vào. Ngoài ra thì chúng tôi cũng bố trí một sân thượng ở đây để giúp gia đình có thể thư giãn cũng như là sinh hoạt chung, giúp cho không gian ngôi nhà luôn được hài hòa hơn với thiên nhiên. Các bạn vừa được tham khảo xong mẫu nhà mà nhà đẹp Tân Á đã thiết kế cho chị Thúy có địa chỉ tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên và gọi hotline cho chúng tôi 0914 784 333 để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng nhà đẹp Tân Á. Xin chào và hẹn gặp lại.